Chào đón năm 2022, shop yummytv.com khuyến mãi 100% cho tất cả các loại thẻ cào ngay sau khi nạp thành công. Những bao lì xì 10.000 kim cương quân huy hoặc RB miễn phí khi nạp thẻ thành công từ 30.000. Tỷ lệ trúng thưởng cao với gói vòng quay đầu năm siêu may mắn. Truy cập ngay shop yummytv.com từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 để nhận những phần quà ưu đãi đón chào năm Nhâm Dần nhé. Hello Konnichiwa, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình chính là bé YummyKutefo Maywe. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho các thành viên ở team sinh tố của mình ai cũng có được nút về cho mọi người. Búp bê. Hả? Ngoài kia có tiếng nổ gì kìa búp bê. Đi mau lên. Các block đất ở đây bị mất hết luôn rồi. Ở dưới đó có ánh sáng. Em coi chừng nguy hiểm nha. Đi 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 đi. Ở đây hình như có một cái hang. Hình như có con người kìa. Ui. Hello bạn. Ui, bạn không phải là người chơi, bạn là một con robot hả? Hả? Ui, cắn mình rồi, chết rồi. Ui, ui, ui. Ui, ui, Bobby. Đồ ác độc, sao bạn lại giết Bobby của mình? Bị thương rồi, chết rồi. Vậy chính con quái vật này đã làm nổ ở đây. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Lọt hấu gì rồi anh ơi? Ui, lọt hấu tự lên đi ba. Ủa, nhưng mà đây là ai nè anh ơi? Ủa, tụi sao nhóc ở đây vậy? Ui, chết rồi, đỡ đỡ nó. Ủa, lên, bạn đỡ nào lên. Nè. Ê, mày nó bất cẩn rồi. Rồi đem đỡ lên nè trời. Đỡ lên đây. Ủa, sao nặng dữ vậy? Ủa, hình như em nói bạn này bị bất cẩn rồi. Rồi. Bây giờ làm sao đây? Sao giờ con bé cũng chưa dậy nữa vậy? Nằm ngủ từ hôm qua tới giờ rồi á. Mà không biết con bé nó tự nhiên đi đâu giữa rừng xong rồi gặp mấy con quái vật nữa. À. Ủa mà không biết nhà con bé đâu á? Nhà con bé hả? Ở hình như tao mới thấy. Puppy đâu rồi? Em tỉnh rồi hả? Puppy em ở đâu vậy? Ủa em tỉnh rồi, ăn ngồi đi, trời ơi, chứ đi hoài mệt đó. Ủa Puppy của em đâu rồi? Puppy là gì? Puppy là gì? Puppy là ai? Là một bạn cún. Bạn cún hả? Ủa anh làm gì thấy bạn cún nào? Lúc đó là em bị con quái vật kia tấn công rồi anh còn cứu đó. Làm gì có con cún nào? Puppy đâu rồi? Thôi, nằm đi. Vô đây nè, chị ơi. Có cái bạn nào á? Đó. Ủa, đây nè. Có cái bé nào tự nhiên nó lạc ở đây nè. Thôi là tôi tới cứu đó nha, tôi đó. Đúng rồi. Có em nữa mà, có tụi em nữa mà. Ôi, nhưng mà anh tới, anh đấm nó trước nha. Đâu để tôi tới, tôi coi bé coi. Đâu? Trời ơi. Em ơi. Em ơi, có sao không vậy? Sao bị trắng như tay ghê vậy? Ủa? Puppy hoài vậy? Puppy hoài vậy? Ê, bạn này bị cái gì vậy mấy anh? Con robot đã cắn mình rồi. Ơi, hôm qua em nhớ là trong cái lúc có bạn này nè, thì chỗ bạn này có một con robot á. Robot? Con robot đó chắc chắn là người chơi nào? Cái gì? Tao làm gì chế mày? Tao làm gì chế mày? Mày quá cả. Hả? Huy chuyên gia chém gì đâu vậy Huy? Tay của mình. Bạn bị gì vậy? Bạn nó bị gì? Mình không sao nhưng mà Puppy. Ủa có tay bạn bị gì vậy? Quái vật. Trời, lại đi. Tôi sẽ bảo vệ bà. Bớt đi. Cái này có phải quái vật gì đâu. Cào quá. Quái lao quá. Hay là bạn quá. Chơi đi. Thôi dẫn con bé qua nhà mình chơi đi. Đi thôi. Theo cô. Tôi có gì tôi bảo vệ bà cho. Chứ quái vật đúng là đầu quái vật. Ôi giời ơi. Vô nhà chứ. Thôi đi vô nhà đi. Puppy. Châu.
Bobby. Nhà của cô em nè. Bobby là gì? Là một con cún của em á. Mà thôi chị nghĩ là cún hả? Chị nghĩ là cún của bạn ở đâu? Nhờ mình có một ngôi nhà ở trong làng, cái gần của mình có ngôi nhà có Bobby. Sau đó thì gặp vô boss rồi Bobby mất tiêu luôn rồi. Thôi bây giờ em nghỉ ngơi đi, có gì chị với lại Hi Ha cùng em đi kiếm sau, sau khi mà em khỏe hơn á. Dạ. Cũng hợp lý á. Thôi vô nghỉ đi. Nè, ngủ trên đây đi. Ngủ đây, ngủ đây. Cứ thoải mái đi em. Hèn nhô, hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đi đào gỗ nghe. Hiểu không? Ok ok, nhưng mà Ủa? Cái tay của bạn sao? Tay của mình biến rồi. Mình không phải là quá giờ đâu. Chắc không phải bị, chắc không có gì đâu, thôi kệ đi. Nhìn nè, tôi đập gỗ nghe. Mày. Đó, chị tôi á dạy á là đập á. Gãy luôn cái cây luôn rồi. Hư cây rượu tôi cũng kêu rồi. Cái gì vậy? Đập cái kiểu gì vậy trời? Cây kiều hư luôn rồi. Rồi để anh mày đập để mình cho. Giúp cho. Con robot này nó làm. Mày đập. Đi ra chỗ khác. Con robot này mày giúp được cái gì mày? Quái vật. Không làm gì hết trơn nè. Quái vật đó. Nó cứ nói bạn là quái vật hoài vậy. Em đập con nó nữa nè. Robot. Ôi mày đập mấy cái lá rồi đập được cái gì? Cái lá rồi đập một phát cũng xong rồi. Nè nhìn thế này đập mấy gỗ mày. Thôi đi qua cái khác đi bạn. Đập nhanh hơn nè. Tôi đập bạn lật gỗ nha. Ok. Nhiều lắm. Thôi. Cái con robot này tự nhiên mày đâu ra mày đào được vậy? Ủa gỗ luôn bình thường mà. Lấy đi. Nói hả chị? Nè không. Quá trời gỗ luôn bạn ơi. Nè nữa nè. Từ tôi đang lụm. Nhanh lên. Đây. Được rồi đó. Đủ rồi. Thôi. Mấy cây trong làng này là mấy người trong làng người ta người ta trồng á. Mình không có nên chặt cây, chặt mấy cây ở ngoài thôi. Mày tới xem nè chị. Cái gì vậy? Con robot nó biết chặt gỗ kìa. Vậy con robot à, con quái vật chứ robot vậy. Hai người kỳ quá vậy. Biết không á. Dạ. Gì hổ. Mày ngồi mày ở đây quái nhằn hay chị nè. Ngồi đây. Trời ơi, hai cái người này. Đóng lại. Gọi vô đi, làm gì? Làm gì vậy? Ôi, bánh nhà luôn. Gọi luôn. Cái gì con quái vật này nó phá nhà kìa. Ngừng tay lại. Con robot đây. Mày chạy, mày. Ôi. Chết rồi, nó phá nhà kìa, con quái vật. Lên đây nè bạn. Rồi. Không được rồi, phải về báo vụ việc này cho Abby mới được. Đuổi nó ra khỏi đây. Đuổi gì mà đuổi? Đi. Nhà đâu kìa. Trời ơi, kẹt nó luôn. Đi về. Đi về nhà thôi. Bây giờ kiếm cách đi mày. Cái con ngỗ con bút. Nhìn nè. Mày định ta lỡ nhà. Bao đồng nguy hiểm. Ủa, được đấy nha. Rác dựng được rồi. Lao. Bình tĩnh. Xác dựng được rồi. Chị nhìn xí là con ta. Con nhỏ đây. Mày tao mới đi. Mày dám phá tao, mày chết.
nó định giết tôi đó. Bảo gì vậy? Phá hoại kìa quái vật á. Có gì đâu mà phá hoại. Mệt quá. Ê, quái vật đi nha. Bữa nãy chị mới vừa chuẩn bị xong cái chỗ cắm trại cho tụi mình nè. Về đi chung luôn đi Jimmy. Đi thôi Jimmy. Ê Jimmy, đi đi đi. Lâu hả bay cho tụi mình chung với. Ở đây mình hay ngủ nhà đi. Ôi trời ơi. Đi cắm trại, đi cắm nha. Đây, cắm trại đi. Trời ơi, đồ ăn chuẩn bị hết. Ê ê. Trời 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 trời. Mấy ông này. Ăn ơi Jimmy, ăn ơi Jimmy. Kỳ quá, sao vậy? Trời ơi, bớt đi ba. Tao giành quá giật nè. Con nhỏ này, mày sao? Mày muốn quánh đông? Mày đang phá hoại cái sự dễ thương của tao nha mày. Đâu tao quánh mày nha mày. Ai mày chứ mày được. Thì da tôi dễ thương hơn đúng không? Mày da tôi dễ thương hơn đúng không? Đúng rồi, Jimmy dễ thương. Lè lè lè. Đi ghê quá, xấu ma quá. Đi ghê. Thù ma được luôn. Trời trời ơi. Ai vậy? Anh ơi, anh ơi. Gì dạ? Thù ma. Đôi lỗi. Quê. Thù ma. Anh ơi, anh ơi. Bày xuống rồi con. Mày nha con, chờ chờ chờ. Anh làm gì vậy? Con go bot này coi chừng tao đó. Cái gì kè quay quay. Ơi, anh ơi, làm gì vậy? Ơi, chết. Chết. Trời ơi. Dạ 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 dạ. Bị gì vậy? Dạ dạ bị gì vậy? Trời ơi. Robot nó bị mát rồi, nó bị mát rồi, nó bị tùng rồi. Rồi. Jimmy ơi. Rồi sao đó? Xỉu luôn. Jimmy ơi, sao gì luôn rồi chị? Ôi chết rồi. Cái này là bị hệ thống ngập rồi. Giờ sao? Ê, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy Nui? Đó ba cái hồi xem nè, đơn giản như đang giỡn. À, trời trời. Hay lắm mày. Trời trời. Nè. Vậy vậy. Ôi, giờ mày quay lại rồi. Trời ơi, ông bị gì vậy? Anh về đi thôi. Đi về đi. Vậy. Đi về đi. Đi về. Ôi, thôi bị giật điện. Đi vô rồi. Đi. Rồi mình đi chơi cho cây ơi, để cho Huy vậy ra đi. Đi cà tưng rồi, cà tưng rồi. Đi thôi. Ồ, đi ra đi, mắm máy tính rồi. Ở đây có một con robot hút bụi, chắc mình phải nhập vô nó thôi. Để đi tìm copy của mình. Mình làm không ai biết luôn nè. Ôi, sao cái máy hút bụi này vô nhà tôi vậy? Ôi, ếch bụi. Ủa sao nó tự đây vậy ta? Chắc là chị Abby đang điều khiển à. Gì? Ủa? Đi thôi. Ồ, Puppy ơi, Puppy em ở đâu vậy Puppy ơi? Ôi, rọt trái cây rồi ơi, ăn không nè. Trời ơi, tao đánh mày bây giờ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ con xin gửi ông này lấy Puppy của mình. Vậy trời, cây nhỏ hoài vậy. Tối. Ủa, chứ sao nữa mà. Con rồi, robot đó đây nào, nó cũng phá đám tàu hết quá đi. Phá đám vậy? Phá đám trời. Giữa tao với vậy Abby. Ủa bộ trong ra vậy? Kệ đi trời, cho nó hút hút gì hút mệt nó quá. Ủa mà gì vậy? Không lộn ra rồi. Dục cái nè coi, mình đừng có quậy quậy tao đó coi. Quậy gì tôi quậy vậy? Ê, ủa mà mệt mày quá. Hay là ông hết cái bà Abby tóc trắng đi thôi như bà già ra. Dạ. À dạ, cái con nào nó có quánh tao vậy? Thằng chó này mày quánh tao hoài. Mày cút cút ra coi. Mày mới chơi cái gì mày? Cút. Dạ vậy. À, đi thích. Tưởng ông BD chứ bữa giờ đi chơi tài chơi với mấy con trai giờ đi thích bà già đó. Cút. Bà già tóc trắng tóc đỏ nè. Biết cái thằng chó này. Đồ bà già. Cút chưa? Mấy hút bụi nè. Trời, nhìn dễ thương như AB vậy á. Không như cái con quỷ robot kìa. Gặp là muốn tán vô cái mỏ nó rồi. What? Bây giờ nên là làm gì tiếp ta? Ai, bỏ cái kiếm vô đây thôi. Ok. Thôi chắc đi ngủ một phen, mệt quá. À quên á. Trước khi ngủ phải làm chuyện này cái đã. Ủa, đi xuống đâu rồi? Đi xuống thôi. Wow, Puppy ở đây hả? Nhiều robot quá vậy. Chuyện này ta sẽ bắt đầu gọi là sao ta? Mở những con robot này ra, khởi động nó lên và bắt đầu xâm chiếm cả thế giới này. Lúc đó Abby sẽ cầu cứu mình, Hia sẽ cầu cứu mình, và lúc đó mình chỉ cần nhấn cái nút này là coi như là tụi nó sẽ ngừng hoạt động. Mọi người sẽ coi mình như một anh hùng chính nghĩa. Vậy con này quýnh gái ấy, con này mày làm cái gì vậy? Ấy con này mày ủa sao đánh nó không được? Ấy cái gì vậy con này? Mày ủa nó ở đâu? Chết rồi chết rồi.
À, cái làng của mình đầy robot rồi. Ôi, sao giờ đầy robot không vậy? Thôi giờ làm sao vậy? Thôi kìa. Thôi bị khùng rồi. Của ta. Bây giờ tụi bay ngon ra đây xin đầu hàng đi. Mà lại đứt chua được của thế giới này. Bây giờ em sẽ quán chuyện với mọi người trời. Để mọi người có thể vô làng và cùng em tiêu diệt con robot đó. Được. Ê, em quán chuyện cho anh đỏ nè. Tôi nữa. Rồi, chị Abby. Được rồi. Robot. Mọi người cầm súng lên, chuẩn bị chiến đấu với những con robot kia nha. Ui, nè lại súng của cô rồi. Ok. Robot. Rồi. Ê, có chân á. Mày nè. Dạ. Robot này. Mày nghe đứa. Dạ. Xử lý nó. Cái gì vậy? Hắn ta đâu vậy? Cái con nhỏ robot kìa, chính mày. Tính mày đã phá hoại cái chỗ này. Nhà con nhỏ kìa. Nó nhiều quá. Mày coi mà mày còn làm gì ha? Thử đi. Chỉ là đem robot này đi. Đi ra đem robot cho. Dạ, bà ta là robot đây. Thử hết mọi người. Được rồi, tôi chỉ định dừng lại tất cả mọi thứ này. Không được, đứng lại. Ngươi định chạy đâu đó? Ngươi định chạy đâu vậy? Không, sao ngươi biết được? Sao ngươi biết được chỗ bí mật của ta? Được rồi, bây giờ thì hãy đập nát cái nút này thôi. Cái súng này không phá được. Súng này cũng không phá hủy được nữa. Làm sao mà phá hủy được hả? Đây, mình nghĩ là hai cái súng này sẽ được. Không được nè. Cái nút của ta rất là chắc. Làm sao? Được rồi, đi lên trên thôi. Ây, mất tiêu rồi, chưa mấy đó. Nó bắt chết hết chưa mọi người? Nó chết hết rồi. Còn cái xác của nó thôi à. Em ơi, hãy cưới anh đi. Còn hai gì? Mày là bạn tin của tao. Hãy xử cái con nhỏ robot đó đi. Nó chỉ là cái chữ gây hại cho chúng ta đó. Rồi, hết lửa, hết đạn luôn. Nó giỡn á, mình hoài nhào lao. Nè, chai đồ robot. Ủa, hắn ta đâu rồi? Chết luôn. Chết em luôn rồi. Trời chết ơi. Vậy bây giờ chỗ này phải làm sao? Chắc kêu ổng xì lại làng chứ. Giờ tự nhiên cái làng cháy hết luôn. Nhưng mà em vẫn chưa tìm được búp bi nữa. Búp bi hả? Dạ. Búp bi ơi. Cái gì vậy? Đó, coi chừng cháy à. Cháy là trụ lâu mà ta nướng à. Ủa, Bobby kìa. Bobby kìa, phải không? Bobby, em có sao không vậy? Chị nhớ em quá à. Ủa, này là Bobby á hả? Đúng rồi. Ủa, sao anh tìm được vậy? Ông Huy cho anh giấu á. Cái ông Huy này. Trời ơi, ông nội Huy. Được rồi, bây giờ thì đi kiếm ông Huy mà cắn ông đi. Còn có bớt kìa, tao đã là đây. Cố tao chơi, nó cắn đít luôn trời rồi. Trời ơi, cái anh Huy này quậy quá trời luôn á, đừng có yêu ảnh đi nha chị. Yêu chui ấy. Ai thèm yêu đâu. Ôi trời ơi. Có cô yêu bạn nha. Ok. Trời, hai đứa này. Yêu nhau, từng ngày hai đứa yêu nhau, mình cứ làm liệt. Vậy. Hả chị? Bobby của tôi nói là muốn cưới anh Huy. Oh shit. Hello, xin chào mọi
mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.